Thế nếu bảo răng ấy, thì mình quan tâm đến cái gì? Thì mình vẽ cái đường răng trên, răng dưới, rồi răng hàm trên, răng hàm dưới, đúng không? Thì cái hàm trên, hàm dưới này thì là nếu mà mình có hai răng bên trái bên phải khác nhau thì mình vẽ là bên trái bên phải. Mà nếu mà khó quá thì chúng ta phải cầm được cả cái mẫu lên trên tay, đúng không? Mình cầm mẫu lên trên tay thì chúng ta mới biết được cái vị trí được, nếu chỉ nhìn trên phim C3 không thì cái việc vẽ được cái răng 6 này đôi khi không dễ đâu. Đấy, thì tôi nói một số